Trung Hoa Đệ Tử Quy. Quy tắc làm người con dành đệ tử tốt, thánh nhân dạy: trước hiếu thuận, kế cẩn tín. Nên yêu người, gần người tốt để học hỏi. Khi dư giờ, nên học văn. Cha mẹ gọi nên dạ liền, cha mẹ bảo nên làm ngay. Cha mẹ dạy kính lắng nghe, cha mẹ trách phải tuân lời. Đông cho ấm, hạ cho mát, sáng hỏi thăm, tối yên giấc. Đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Đi phải thưa, về phải trình, sống an cư, nghiệp không đổi. Việc tuy nhỏ đừng xem thường, nếu xem thường lỗi đạo con. Vật tuy nhỏ đừng tự giấu, nếu tự cất cha mẹ buồn. Cha mẹ thích hãy gắng làm, cha mẹ ghét trừ bỏ ngay. Thân bị thương cha mẹ lo, việc tổn đức cha mẹ thẹn. Khi được thương dễ hành hiếu, khi bị ghét vẫn hiếu kính. Cha mẹ lỗi tìm cách khuyên, mặt vui tươi lời hiền hòa. Đừng tự chê, đừng tự đọa, thánh và hiền ai cũng sẽ dần dần đạt. Hộp tiết kiệm đồng tâm. Hy vọng ông ấy sau khi uống chén thuốc này có thể khỏi bệnh. Ông mà thuốc sắc xong rồi, tranh thủ còn nóng mau uống đi. Tuổi trẻ đâu? Ông đó, miệng cứng lòng mềm, biểu hiện thì quản giáo rất nghiêm khắc, nhưng mà trong lòng thì vẫn rất mềm yếu. Tuổi trẻ ở bên cạnh thì ông giao quân, không ở bên cạnh thì ông lại nhớ. Ông đó, cả đời này cũng không sửa được cái tật xấu này. Tôi mới nói một câu, xem bà nói dông dài gì vậy? Chê tôi nói dông nói dài hả? Hơn nửa đời người đều trôi qua rồi, ông nên nhường nhịn đi. Nè. Tôi nhịn. Bà mau nói cho tôi biết tụi nhỏ đi đâu hết rồi. Ông yên tâm, đều rất hiếu thuận. Anh ơi, chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm việc nhà, bệnh của ông nội sẽ khỏi đúng không anh? Đúng vậy, chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, ông nội vui thì bệnh sẽ khỏi thôi. Vậy chúng ta còn việc gì phải làm nữa, chúng ta mau đi tìm bà nội đi. Nội ơi, bệnh tình của ông thế nào rồi? Uống thuốc xong mới ngủ rồi, chắc không cần phải lo lắng nữa. Nội ơi, khi nãy để mới nói, để cho nội sớm ngày bình phục, muốn làm các công việc trong nhà nhiều hơn, tích lũy việc thực hành hiếu thuận nhiều hơn. Thật sao? Cháu của nội ngoan quá. Tiểu Huệ à, dạ. Phê phẩm bán được nhiêu tiền? Dạ, máu củ, bình nước, tổng cộng bán được 4 tệ. Mấy đứa chị nhau làm tiền tiêu giặt đi. Dạ, cảm ơn nội. Hãy
Được rồi, để, đừng làm ồn nữa, có phiền không vậy? Chúng ta đi mua kem ăn đi. Trẻ con mới ăn món đó, hơn nữa chị cũng không thích ăn món lạnh đâu. Em nghĩ hay là chúng ta gom góp lại mua một cái đĩa CD. Vậy hai đứa em nói thử xem, 4 tệ thì có thể làm được gì chứ? Em nghĩ 4 tệ này là nổi cho chúng ta, nếu như chúng ta dùng cho bản thân thì không hay lắm. Em nghĩ nên làm việc gì có ý nghĩa đi. Thật ra em nghĩ là có ý nghĩa, 4 tệ nhiều nhất là có thể ăn một bữa sáng. Hiếu Hiếu, em giúp chị nghĩ ra một việc có ý nghĩa mà có thể dùng 4 tệ làm được đi. Em không phải là đang suy nghĩ đó sao? Chị à, em nghĩ là... Để, em đừng vội nói. Nội cho chúng ta 4 tệ bởi vì nhìn thấy chúng ta làm việc nhà nên rất vui. Đây là sự khích lệ của nội dành cho chúng ta. Em nghĩ mình nên làm việc gì có ý nghĩa hơn thì nội sẽ vui hơn. Đó là cách nghĩ của em thôi. Chị cũng không nói được hai em. Không nói nữa, để chị yên tĩnh một chút. Mấy người chúng ta dù thảo luận ra sao cũng không tìm được một kết quả vừa ý. Tốt hơn là anh đi tìm Tiểu Sủng Ca, coi anh ấy có cách gì không. Em vẫn chưa nói em muốn gì mà. Chị cứ hỏi nên mua cái gì, em nhất thời làm sao nghĩ ra được nên mua gì chứ. Em cảm thấy mua gì đó có ý nghĩa kỷ niệm hoặc là tiết kiệm lại, tới lúc nào đó cần tới thôi. Đưa 4 tệ cho 3 người. Nếu như là 3 tệ hoặc 6 tệ, 3 người chia tiền ra, tự mỗi người quyết định. 4 tệ muốn chia đều cho 3 người có vẻ khó khăn. Vấn đề toán học này, dù là anh thì cũng không có cách nào giải quyết. Em tới tìm anh là muốn anh giúp em nghĩ coi có việc gì để có thể dùng 4 tệ này làm mà lại có ý nghĩa nữa. Xem ra anh không xuất hiện, vấn đề này sẽ không được giải quyết rồi. Mọi người nói xem, mọi người có cách nghĩ thế nào về 4 tệ này? Em nghĩ chị muốn mua một cuốn nhật ký mới, loại mới ra rất đẹp đó. Em cũng chưa biết phải làm gì. Để, em muốn dùng 4 tệ này làm gì? Em muốn mua bánh điểm tâm. Chị còn tưởng gì, hóa ra là đồ ăn. Bình thường nội cũng thường mua cho em ăn mà. Vẫn là nên làm chuyện gì đó có ý nghĩa đi. Để muốn ăn bánh, nội có thể mua cho em ấy ăn. Hiếu Hiếu chưa có dự định gì, tốt hơn là để chị mua cuốn sổ nhật ký đi. Không phải em chưa có dự định gì. Không phải em đã nói với mọi người rồi sao? Phải làm gì có ý nghĩa mà. Vậy em muốn mua gì? Thôi đừng cãi nhau nữa. Không sử dụng tuyệt chiêu là không được rồi. Đây là cái gì vậy? Tiểu Sủng Ca, bọn em tìm anh là muốn anh cho ý kiến xem làm thế nào để chia 4 tệ này. Không ngờ anh lại chiếm làm của riêng. Anh cũng muốn ăn bánh. À, Tiểu Sủng Ca, đây là bảo bối gì vậy? Đây là hộp tiết kiệm đồng tâm. Ở đây có 3 chiếc chìa khóa. Chỉ khi nào 3 người cùng lúc mở ra, đồng thời trong lòng cùng nghĩ đến một việc, hộp tiết kiệm này mới có thể mở ra. Nếu như mọi người đều có dự định riêng của mình, vậy thì phải đợi mọi người có được đáp án thống nhất rồi hãy tính. Nhớ kỹ, chỉ có đồng tâm đồng lòng mới có thể mở được hộp tiết kiệm. Bánh điểm tâm của em. Vẫn còn thiếu một cuốn. Hiếu Hiếu thật là bản thân còn không biết muốn mua gì cũng không cho mình mua sổ. Thật là tiện thể giúp đỡ người ta không phải là được rồi sao? Tiểu Sủng Ca ơi, Tiểu Sủng Ca, em nhờ anh nghĩ ra một cách hay, anh lại biến ra một cái hộp tiết kiệm tiền. Kết quả là vẫn bỏ lại vấn đề cho em. Hiếu Hiếu. Chị. Hiếu Hiếu, đây là tài liệu tiếng Anh mà em luôn cần. Chị đã chuẩn bị hết cho em rồi. Chị cho em thiệt hả? Đúng vậy.
Cuốn sách luyện tập này chị còn viết ghi chú lên đó, đánh dấu những chỗ khó và chỗ quan trọng. Thế nào? Thật tốt quá, em cảm ơn chị nhiều. Chị à, em thật sự không biết nói gì hết. Vậy em có nên báo đáp cho chị không? Chị muốn em làm gì cho chị, có khó không? Chính là cuốn nhật ký của chị đó. Chị muốn em đồng ý để chị mua sổ nhật ký hả? Đúng đó Hiếu Hiếu. Mặc dù chúng ta dự định với bốn tệ không giống nhau, nhưng mà mọi việc có nặng có nhẹ. Để muốn mua bánh điểm tâm, nội chắc chắn sẽ mua cho em mấy ăn, cần gì phải chiếm dụng bốn tệ này. Vậy cũng đúng. Em xem, chị trước giờ vẫn thích những cuốn nhật ký dễ thương. Cuốn đó số lượng có hạn, chị chỉ còn thiếu cuốn có hoa văn đó nữa thôi. Em đồng ý cho chị mua đi. Chị nói cũng đúng, nhưng em vẫn luôn cảm thấy số tiền là do nội cho, nên tiêu sao cho có ý nghĩa. Có ý nghĩa? Em luôn nói có ý nghĩa. Vậy em rút cuộc muốn làm gì? Quyên góp cho công trình hy vọng, quyên cho dùng sâu dùng xa. Chị thấy là em muốn đồng chí một mình. Chị à, em không có tư lợi. Em không hề nghĩ là muốn độc chiếm. Chị à, em chỉ nghĩ là tiền nội cho, chúng ta nên tiêu cho nội, tích đức hành thiện cho nội. Chị ơi, chị, em chỉ nghĩ cho nội thôi. Chị ơi, em chỉ nghĩ cho nội thôi mà. Chỉ có em là người tốt, chỉ có em biết nghĩ cho nội thôi. Em tự mình đi làm người tốt đi, còn tụi chị đều không phải là người tốt. Chị ơi, em cũng không muốn như vậy. Sớm biết như vậy đã đồng ý với chị rồi. Để em làm gì vậy? Anh có chuyện gì nói anh nghe đi. Em muốn bốn tệ này. Sao tới cả em cũng... Để em vẫn muốn ăn bánh điểm tâm hả? Em rất muốn ăn. Điểm tâm đó có bán ở Hổ Đồng Khẩu. Muốn ăn điểm tâm tại sao không xin tiền nội chứ? Bánh điểm tâm đó rất mắc. Ba của Ngưu Ngưu thường mua cho Ngưu Ngưu ăn. Mỗi lần như vậy Ngưu Ngưu đều khoe khoang với chúng ta. Em không muốn nội mua cho em. Em tự mình tiết kiệm mua. Bây giờ chỉ thiếu có 4 tệ thôi. Mặc dù chỉ là món bánh điểm tâm không quan trọng, nhưng để thà là tự mình bỏ tiền mua, chứ không phải để nội tốn kém. Mình có nên đồng ý không đây? Anh à, em không muốn làm việc gì có ý nghĩa hết. Em chỉ muốn ăn món bánh điểm tâm đó thôi. Em chỉ ăn một lần này thôi, anh đồng ý cho em đi. Nếu như để đã muốn ăn bánh như vậy, chi bằng đồng ý cho em ấy luôn. Anh đồng ý. Tốt quá, tốt quá. Cuối cùng cũng được ăn rồi. Cuối cùng coi cũng được như ăn cũng bánh khiến rồi. Cho để vui. Tiếc là tiền của nội. Anh đã đồng ý rồi, làm sao chị cũng đồng ý đây. Điều tại Hiếu Hiếu, điều do Hiếu Hiếu. Để em làm gì vậy? Em bán chút để lấy tiền mua bánh ăn. Sao không nói nội mua cho em ăn? Nước mắt, em không muốn nội phải bỏ tiền ra. Em muốn tự mình mua bằng khả năng của mình. Dù là tự mua bằng khả năng của mình, những món đồ chơi này em bán đi rồi có thể đổi được bao nhiêu tiền chứ? Em không biết có thể đổi được bao nhiêu tiền. Có thể đủ em mua bánh ăn là được rồi. Có ai quản giáo em không vậy? Bán đồ chơi đây, bán đồ chơi đây, đồ chơi rẻ đây, mới 89 phần, bán rẻ đây. Để em quay lại đi. Chị đồng ý em mua bánh đó. Chị nói thật chứ? Chị nói thật, quyết không nuốt lời. Chuyện chị đồng ý nhất định sẽ làm được. Em có thể ăn bánh rồi, em có thể ăn bánh rồi. Chị thật tốt, thật tốt. Chị đồng ý để mua bánh rồi sao? Điều là gì để? Em ấy rất muốn ăn bánh. Dù sao cũng không thể để em ấy bán đồ chơi ở trước cửa nhà. Vậy sổ nhật ký của chị? Hiếu Hiếu, làm chị thì nên quan tâm chăm sóc em. Để mua bánh ăn rồi, chị sẽ không mua sổ nhật ký nữa. Thế nào? Chị nói thật chứ? Còn thật gì nữa, chị đồng ý rồi. Nếu như chị vì để có thể từ bỏ sổ nhật ký của mình, vậy em cũng đồng ý 4 tệ này cho để mua bánh ăn. Được, quyết định vậy nha. Mọi người cùng cắm chìa khóa vào.
Nghe khẩu lệnh thì cùng xoay nha. Được. 1, 2, 3. Mở. Cứ như vậy biến thành đồ ăn. Mở chưa, mở chưa, mở ra chưa? Hả? Có phải mở ở bên dưới không? Hộp tiết kiệm tiền thông thường đều mở ở bên dưới. Em gấp lắm rồi, thật sự muốn nhanh chóng ăn bánh. Đừng vội, em nhất định sẽ được ăn. Em còn nhớ không, Tiểu Sủng Ca nói làm sao để mở hộp tiết kiệm? Lúc đó anh ấy nói ba người đồng tâm hợp lực mới có thể mở hộp tiết kiệm tiền. Dù là chỉ có một người suy nghĩ khác đi đều không có cách nào mở ra. Không lẽ ba người chúng ta không đồng lòng? Sao có thể được, chúng ta đều đã đồng ý để mua bánh mà. Có phải vị trí của chúng ta không đúng không? Hay là chúng ta đổi vị trí thử đi? Đúng đó, nhất định là vậy rồi. Nào Hiếu Hiếu, chị em mình đổi nhau đi. Dạ. Được rồi. Được rồi, chúng ta làm lại lần nữa nè. Nghe khẩu lệnh của em. Bên này đừng để xảy ra chuyện nữa nha. Mọi người cùng xoay. Hết cỡ rồi, không xoay được nữa rồi. Không có phản ứng. Em không ăn được rồi. Hiếu Hiếu, chuyện này rốt cuộc là sao? Em cũng không biết, chúng ta đều nghe theo lời Tiểu Sủng Ca làm mà. Em nghĩ thử xem Tiểu Sủng Ca nói như thế nào. Để em nghĩ coi. Ba người đồng tâm hiệp lực mới có thể mở hộp tiết kiệm tiền. Dù là chỉ có một người có cách nghĩ khác đi thì không có cách nào mở ra được. Dù là chỉ có một người nghĩ khác đi thì không có cách nào mở ra được. Chị vậy, em em rốt cuộc có muốn cho để mua bánh không? Chị dựa vào gì mà nói em không muốn mua cho để ăn chứ? Người xấu thì thường kiện trước. Em có ý gì đi? Em nói chị là người xấu hả? Lúc đầu em không biết là ai vì muốn mua sổ nhật ký còn hối lộ em. Là em không muốn cho em ấy mua bánh, em còn đổ lỗi cho người khác. Chị, rõ ràng là chị nghĩ tới sổ nhật ký của mình, thật ích kỷ. Nói gì là muốn làm việc có ý nghĩa, sao mà dễ dàng đồng ý cho em ấy mua bánh? Rõ ràng là em không có được bốn tệ, cũng không muốn cho chị mua sổ nhật ký. Bộ em giống loại người tổn hại người khác để làm có lại mình lắm hả? Trong lòng em rõ nhất. Vốn dĩ mua sổ nhật ký không phải việc gì to tát. Vậy mua bánh là chuyện lớn sao? Em thật biết cách làm người anh trai tốt. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Ông nội làm sao vậy? Nhất định là bệnh tim tái phát rồi. Được rồi, dìu ông nội vào giường đi. Chúng ta tại sao lại quên mất nội đang bệnh chứ? Biết trước như vậy đã không lớn tiếng nhau rồi. Em cũng không muốn ăn bánh nữa đâu. Đừng tự trách mình nữa, mau đi tìm thuốc đi. Cái này chị biết, đồ của nội trước giờ đều sắp xếp rất gọn gàng. Thuốc để ở ngăn kéo tủ đầu giường. Tại sao lại không có? Sao lại vậy được? Những phòng khác cũng có thuốc mà. Được rồi, để em đi. Sao rồi em? Thuốc đâu? Không, không có. Không biết tại sao thuốc ở nhà em cũng không có. Có chuyện gì kỳ lạ vậy? Sao đến lúc cần thuốc lại không có? Tiểu Sủng Ca, nhất định là Tiểu Sủng Ca. Tiểu Sủng Ca. Mọi người đã thấy được hậu quả chưa? Tụi em biết sai rồi, anh mau cứu ông nội đi. Mầm tai họa của chuyện này đều là do anh chị em không đồng lòng. Trong lòng chỉ nghĩ đến bản thân. Chỉ vì bốn tệ mà đã như vậy rồi. Tương lai nếu như tranh gia sản, không biết sẽ có hậu quả xấu như thế nào. Tụi em đã biết hậu quả rồi, nhưng ông nội vô tội. Cầu xin anh đó Tiểu Sủng Ca, mau cứu ông nội đi. Hậu quả xấu này là do các em tự làm ra, đương nhiên sẽ do các em tự giải quyết. Tụi em rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu vớt lỗi lầm của mình? Vậy phải xem giữa anh chị em các em có đồng tâm hay không. Các em thử nghĩ xem đi. Đồng tâm. 19, 20. Chị ơi, chị tính thử coi đủ tiền mua thuốc chưa?
trời ơi, không nhiều không ít, tiền mua thuốc còn thiếu 4 tệ. 4 tệ? Chẳng lẽ tiểu sủng ca muốn nói tới đồng tâm là 4 tệ đó? Nghe khẩu lệnh của em, mọi người cùng xoay nha. Ừ. Gì ông nội? Nội ơi. Ông nội. Ông nội ơi. Nội. Ông nội. Các con ngoan. Các bạn nhỏ ơi, câu chuyện hôm nay các em có thu hoạch gì không? Đúng rồi, tiền tài là vật ngoài thân. Vì vật ngoài thân mà làm tổn thương sự hòa thuận giữa anh chị em với nhau thật sự là không nên. Nhớ kỹ, tiền tài nhẹ không quán nhau. Học làm người tốt do nhóm cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Da Phật.
Thank you.
lâu.